cái AL xinh xắn này lại về thêm một kiểu khác nữa rồi đấy các bạn ạ. Mã mẫu này là T535 nhá. Giá của nó là 150, đang được sale xuống chỉ còn 100 thôi ạ. Bên mình gồm có 3 màu là màu đen như mình đang đeo trên người đây các bạn nhá. Và màu xanh, màu trắng nữa. Rất là xinh. Nàng nào thích mẫu này thì vui lòng để lại số điện thoại kèm với mã sản phẩm là T535 giúp mình ạ. Giá chỉ có 100.000 thôi đấy các bạn. Mẫu túi này rất là đẹp ạ. Chất da rất là thích các bạn nhá. Mình đang quay sát lại chất túi cho các bạn ngắm hơn đây ạ. Rồi chúng mình cùng xem phía bên trong túi ạ. Phía bên trong túi này chỉ có một ngăn này, rất là rộng. Các bạn có thể nhìn thấy đúng không ạ? Mã này là T535, giá 150, được sale xuống chỉ còn 100 thôi ạ. Bạn nào thích mẫu túi này thì vui lòng để lại số điện thoại kèm với mã sản phẩm là T535 giúp mình ạ. Hẹn gặp lại các bạn trong video mới tiếp theo nhé.